Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với nhóm 5KTV. Hôm nay 5KTV sẽ giải đáp một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực bất động sản mà rất nhiều cô chú anh chị đang quan tâm, đó là những vấn đề về quy hoạch, thu hồi đất và cấp phép xây dựng. Hiện nay ở Nhân Trạch, nếu các cô chú và anh chị đã từng tìm hiểu bất động sản mua để ở hay là mua để đầu tư, nhưng mà khi chúng ta đi kiểm tra quy hoạch thì phát hiện ra lô đất đó có dự án quy hoạch hoặc là đất đã nằm trong quy hoạch nhưng mà chưa có chủ đầu tư, thì chúng ta sẽ rất hoang mang không biết như vậy lô đất đó có thể chuyển nhượng được hay là không. Ngay bây giờ 5KTV sẽ cùng với các cô chú và anh chị giải đáp vấn đề này một cách cụ thể như sau. Căn cứ theo khoản 2 điều 49 luật đất đai năm 2013, trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì người sử dụng đất được phép tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó có quyền chuyển nhượng. Trong trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi theo kế hoạch. Khi đó, người sử dụng đất vẫn được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được phép xây dựng mới nhà ở, công trình hay là trồng cây lâu năm. Nếu có nhu cầu cải tạo hay là sửa chữa nhà ở cũng như là công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Căn cứ vào các quy định trên thì trường hợp đất nằm trong diện quy hoạch cho đến trước khi có thông báo về quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất vẫn được chủ nhượng một cách bình thường. Và đó là những thông tin quan trọng cần thiết mà nhóm 5KTV muốn gửi đến các cô chú và anh chị. 5KTV sẽ tiếp tục cập nhật đến cô chú và anh chị những thông tin hữu ích khác liên quan đến những vấn đề pháp lý của bất động sản. Cảm ơn cô chú và anh chị đã theo dõi. Nếu có bất cứ thắc mắc hay là câu hỏi nào hãy comment ở bên dưới. Nhóm 5KTV sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của cô chú và anh chị. Nếu không muốn bỏ lỡ bất cứ thông tin nào thì mọi người hãy ấn vào nút like, nút đăng ký và nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi nhóm 5KTV có thông tin mới. Chúc cô chú anh chị và gia đình luôn mạnh khỏe để vượt qua mùa dịch này và cùng đồng hành với các thông tin mà nhóm 5KTV mang lại. 5KTV, kênh thông tin chuyển động cùng Nhân Trạch. Xin chào và hẹn gặp lại.